Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa phiên này. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trước giờ mở cửa phiên này là một phiên giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,69%, đứng ở mức 1.746 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trước giờ mở cửa phiên này là một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,57%, giao dịch ở mức 108,103 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì liên tục biến động, hiện tại tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 1,66%, giao dịch ở mức 21.490 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trước giờ mở cửa phiên này đứng ở mức 2,976% trên một năm. Khép lại tuần giao dịch vừa qua bằng một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 3,12%. Trên thị trường năng lượng thì giá dầu thô trước giờ mở cửa phiên này đứng ở mức 89,865 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Sức ép tăng lãi suất của Mỹ tiếp tục đẩy giá vàng xuống thấp. Cụ thể, khép lại tuần giao dịch vừa qua, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.746 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương khoảng 49,6 triệu đồng trên một lượng. Trong vòng 5 ngày qua, giá vàng thế giới đã mất tới 1,5 triệu đồng trên lượng. Theo Gold Price, với mức giá này, nhiều người mua và nắm giữ vàng trong vòng 6 tháng qua đang thua lỗ nặng lên đến mức 140 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giá là 4 triệu đồng trên một lượng sau khi quy đổi. Giá vàng trên thị trường thế giới tuần vừa qua giảm mạnh trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên và khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed tiếp tục tiến hành thêm các đợt nâng lãi suất trong thời gian sắp tới. Giới đầu tư nhận định đây là chuỗi giảm giá kéo dài nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Vàng giảm giá ngay từ đầu tuần, dù dữ liệu kinh tế Mỹ đã góp phần hạn chế phần nào đà giảm của giá vàng. Đến ngày 16 tháng 8, vàng tiếp tục lao dốc khi mà đồng đô la Mỹ neo gần mức cao nhất của 3 tuần sau khi biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Fed được công bố. Giá vàng phục hồi chút ít trong phiên ngày 17 tháng 8. Dù vậy, đà phục hồi của kim loại quý không duy trì được lâu do lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Tiếp những phiên sau đó, giá đồng đô la Mỹ liên tục neo cao cùng tâm lý bán tháo vàng đã khiến cho giá kim loại quý này không có cơ hội đảo chiều. Nhiều nhà đầu tư lớn liên tiếp bán ra trong tuần này, trong đó có quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDA Gold Trust đã có 4 phiên bán ròng liên tiếp với tổng số lượng hơn 10 tấn. Tuy vậy, khi mà vàng giảm giá quá sâu, quỹ này đã quay lại mua ròng 3,18 tấn. Hiện tại thì số vàng mà SPDA đang sở hữu còn 989 tấn, giảm gần 17 tấn so với đầu tháng 8. Do đó mà kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng trong tuần này của Kitco cho thấy giới phân tích nói giá vàng giảm trong khi nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phú Quân với 11 chuyên gia phân tích tham gia trả lời thì có tới 55% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần này. Chỉ 18% nhận định giá vàng tăng và số còn lại dự báo là đi ngang. Trong đó thì với cuộc khảo sát trực tuyến ở Mintchit thì có 709 nhà đầu tư tham gia trả lời. Có 46% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 35% ý kiến nhận định giá vàng giảm, còn số còn lại nhận định là đi ngang. Theo ông Jim Quickup, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metal nói rằng yếu tố chính gây áp lực lên thị trường vàng là sự hồi sinh của đồng đô la Mỹ. Vàng và đồng đô la Mỹ đang cạnh tranh là những tài sản trú ẩn an toàn. Lãi suất Mỹ cao hơn dẫn đến đồng đô la Mỹ mạnh hơn, điều này sẽ góp phần làm vàng giảm giá hơn nữa. Nhận định về giá vàng trong tuần này thì theo Rupert Lauring, chuyên gia phân tích thị trường tại Kinesis Monday cho rằng nhà đầu tư sẽ nhìn xuống mức giá 1.700 đô la Mỹ trên một ao như một mốc hỗ trợ quan trọng tiếp theo của giá vàng thay vì bất kỳ mốc tăng giá nào. Với mức giá sau khi quy đổi là 49,6 triệu đồng trên lượng, như vậy là giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng miếng SJC tại chiều bán ra khoảng trên 17,5 triệu đồng trên một lượng và thấp hơn giá vàng trang sức khoảng 3 triệu đồng trên một lượng. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Nhà đầu tư thua lỗ đến 1,4 triệu đồng trên một lượng chỉ sau một tuần mua vàng trong nước. Cụ thể, khép lại tuần giao dịch vừa qua, tập đoàn Doji niêm yết chiều mua vào ở ngưỡng 66,1 triệu đồng trên lượng và chiều bán ra
là 67,1 triệu đồng trên lượng, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra tại Doji là 1 triệu đồng trên một lượng. So với giá đóng cửa phiên cuối tuần trước thì giá vàng Doji giảm 450.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó thì tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,2 triệu đồng trên lượng và giá bán ra là 67,2 triệu đồng trên lượng, chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của SJC đang là 1 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là so với đóng cửa phiên giao dịch tuần trước là ngày 14 tháng 8, giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cũng giảm 400.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cùng với đà giảm của giá vàng trong nước thì chênh lệch mua bán vàng lên tới 1 triệu đồng trên lượng khiến nhiều nhà đầu tư vẫn thua lỗ nặng nề. Cụ thể, nếu mà mua vàng tại tập đoàn Doji vào phiên 14 tháng 8 với giá 67,25 triệu đồng trên lượng và bán ra vào cuối phiên ngày hôm qua 21 tháng 8, nhà đầu tư lỗ khoảng 1,45 triệu đồng trên lượng. Trong khi đó thì người mua vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng thua lỗ 1,4 triệu đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung mới là mở cửa phiên đầu tuần, do đó mà tại hầu hết các hệ thống kinh doanh chưa có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước thì sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như là tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn ngay sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra hiện tại đang là 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng, mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. PNG Hồ Chí Minh, mua vào 6.620.000, bán ra 6.710.000. PNG Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.640.000, bán ra 6.710.000. Doji Hà Nội mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000. Phú Quý SJC mua vào 6.620.000, bán ra 6.715.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.624.000, bán ra 6.714.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.690.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng chưa có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. SJC Huế mua vào 6.617.000, bán ra 6.723.000. SJC Bình Phước mua vào 6.618.000, bán ra 6.722.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.622.000, bán ra 6.725.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.618.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.170.000, bán ra 5.260.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.155.000, bán ra 5.220.000. Vàng 24K mua vào 5.038,3 nghìn, bán ra 5.168,3 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.730,4 nghìn, bán ra 3.930,4 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.858,6 nghìn, bán ra 3.058,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 1.992 nghìn, bán ra 2.192 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.